Xin chào cả nhà. Hôm nay mình ra đám rẫy mình, hôm nay khu vực rẫy của mình bị xả lũ nha. Hôm nay mình ra độn mô mình xúc ốc nè, để cho cá tre ăn. Hôm nay mình đầm rẫy của mình làm trước đó, giờ không còn làm nữa, xả lũ rồi. Giờ độn mô mình đi xúc ốc để cho cá tre ăn. Cáp vợt để xúc mô bắt ốc cho cá tre cả nhà. Là cái vợt cái ốc của mình không không có làm cái vợt xúc mô được, làm đỡ cái vợt ốc để xúc ốc đồ mô nè. Quá ốc rồi cả nhà ơi, quá ốc rồi, quá khó nhớ rồi. Ồ. Quá ốc rồi nha. Giữ ốc rồi. Để lấy cái phao. Đây vũ vũ cho cả nhà xem ốc. Quá. Có cái mồ ốc nhiều rồi cả nhà. Giữ rồi. Quá ốc rồi. Xin đá đủ cái chèn luôn rồi nha. Con vô nha.